Ok, Đào Hồng lấy một chai xịt dưỡng thôi nha. Một chai xịt dưỡng hoặc là một cái lược á, giá nó chỉ có 40 ngàn thôi. 40 ngàn bây giờ mình ra đường mình ăn vặt nó cũng hết thôi mấy chị ha. Mình mua cái lược này mình xài mình gỡ rối mà mình chải hoài luôn, mình xài không bao giờ hư hết á. Cái lược này là mấy chị chải được cả tóc giả và chải được cả tóc thật ha. Gỡ rối rất là ok nha, đặc biệt là tóc thật của mình đi gió về mình chải cái này mình không có phải gị, không phải ngồi nghiến răng, không phải cực y như là những cái lược thường, lược nhựa ở nhà của mình nha mấy chị. Chải gỡ rối rất là thích luôn. Rồi nha. Tóc xoăn đi bạn, xoăn xoăn Thanh Hoài Thanh xem tóc xoăn gì chị ơi, xoăn dài hả chị? Rồi ai lấy máy thì chốt tóc máy giúp em luôn nha. Đào Hồng lấy một lượt luôn, ok nha. Cái lượt mấy chị mua cái lượt này về là không có hối tiếc 40 ngàn đâu, rất là đáng đồng tiền luôn. 50 cent, 50 cent tóc suông em đang mang, em mới mang xong đó Phương Lan ơi, là 50 cent nha chị Phương Lan. Tóc xoăn nguyên đầu là 220 ngàn, tóc bộ dài ngắn đều 220 ngàn nha. Hà Vũ lấy một máy nè. Hà Vũ lấy thêm một máy nè. Rồi em lên cho mấy chị xoăn C32 nhà em nha. Xoăn C32 để đâu rồi ta? Cái này là 74 rồi. C32 em ta bỏ đâu rồi? Rồi để em qua mẫu khác cho mấy chị xem nè. Tóc xoăn dài nguyên đầu em cho mấy chị xem mã 36 nha. 36 này rồi, 36 em lên màu nâu sô cô la tối cho mấy chị xem nha. Nãy giờ em like nâu vàng rồi. Giờ lên sô cô la nha. Tóc xoăn ở trên tượng, ở trên đầu á chị. Tóc xoăn ở trên đầu nó có nhiều mã lắm. Rồi em lên cho chị mã xem mã 206 nha. Rồi em lên mã 206 nè, mã này là xoăn cao bồng bềnh nha. Xoăn mì dài ok. Xoăn nâu lai trắng hả? Xoăn màu nâu vàng lai trắng hả? Cái mẫu xoăn nâu vàng lai trắng thì em chưa có mang mẫu ra rồi, mình inbox trực tiếp giúp em Trang Trang Cún ơi. Phương Lan lấy màu đen, Phương Lan lấy thẳng 50 cent màu đen nha Phương Lan ơi. Rồi Kim Phương Phạm nè chị, là một lượt một xịt tóc một máy thưa màu nâu vàng nè. Kim Phương Phạm chốt cho em số điện thoại nha Kim Phương Phạm ơi. Ai chốt hàng thì mình kèm mã màu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi cái bộ em đang mang là mã 206 nè. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là 206 kèm số điện thoại luôn giúp em. 206 là xoăn cao bồng bềnh nè mấy chị ơi. Xoăn sóng lớn bồng bềnh rất là đẹp luôn. Ai lấy mẫu này comment cho em là 206 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 206 kèm số điện thoại luôn giúp em. 206 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Kẹp mà kẹp là sao? Kẹp búi bao nhiêu hả? Vỏ sơn hả? Kẹp búi hả chị? Chị hỏi kẹp búi hả? Kẹp búi, búi kẹp hoa là 100k nha chị. Rồi mã 206 nè, ai lấy mẫu này comment cho em là 206 kèm số điện thoại luôn cho em nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Mã 206 là em có một màu duy nhất là màu em đang mang là màu nâu vàng nha. Ok, em chốt cho Kim Phương Phạm nè. Rồi ai lấy mã này comment cho em là 206 kèm số điện thoại luôn cho em. 206 nâu vàng kèm số điện thoại luôn cho em nha. Rồi xoăn mì dài em lên màu nâu vàng cho chị xem nha chị. Hôm nay không thấy chị nào hỏi cúp vai hết. Phương Anh nè, cho chị bộ tóc thẳng không có mái trước. Ok Phương Anh chốt cho em số điện thoại chị Phương Anh ơi. Phương Anh chốt cho em số điện thoại nha. Rồi em đang mang mẫu này là xù dài nha. Ai lấy mẫu này comment giúp em là xù dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Xù dài đây nha chị ơi. Xù dài này là nó có nâu vàng, sô-cô-la, xám nha. Em đang mang là nâu vàng nha. Máy khi nãy là 80 ngàn nha hạt gạo ơi. Tóc máy, máy lẻ là 80 ngàn nha. Rồi ai lấy cái bộ xù dài này chốt xù dài kèm số điện thoại cho em nha. Lấy màu gì chốt màu kèm số điện thoại luôn cho em nha. Xù dài kèm số điện thoại luôn giúp em. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Phương Anh ơi chốt cho em số điện thoại đi chị ơi. Phương Anh chốt cho em số điện thoại nha.
Xăng 50 sen nâu vàng có không? Có nha, xăng 50 sen nâu vàng thì là 74 đó Trang Cún ơi. Mã 74 cũng đẹp lắm em ạ. 74 là mã hot nè. Xăng rất là dễ thương luôn. Mẫu giống em mà có dạng cột là sao chị? Thằng Phan. Thằng Phan chị hỏi ngoạm đúng không? Tóc thẳng lai tay có nha hoa hoa xương rồng ơi. Lâm Lâm nè, xù dài sô cô la ok Lâm Lâm. Rồi cái bộ em đang mang nè. Bộ em đang mang là 74 nha. 74 xăng 50 cent nha. Ai lấy cái mẫu này comment giúp em là 74 kèm số điện thoại luôn giúp em. Em chốt cho Phương Anh nha. Phương Anh đó hả? Nâu sô cô la hả? Phương Anh ơi, bây giờ em sẽ đeo mẫu cho chị xem nha. Xem mẫu thôi nha, chị ưng mẫu thì chị chốt màu gì thì em lấy màu đó cho chị nha. Tại vì trên like em không có like đủ màu. Nó nhiều màu lắm, em không like hết được. Rồi ai lấy cái mẫu này comment giúp em nè. 74 kèm số điện thoại luôn giúp em. 74 xăng 50 cent nha, mẫu này là đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy mẫu này comment giúp em, 74 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Mẫu này em có 3 màu nè, nâu vàng, sô cô la, xám. Ai lấy mẫu này comment giúp em là 74 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Phi Lê hả, lần trước em có đặt xăng dài 50 cent nâu vàng mà sao không thấy? Phi Lê ơi, bên chị đã gọi chốt cho em chưa em ơi? Nếu mà bên chị chưa gọi chốt cho em tức là số điện thoại của em có vấn đề á, thì em inbox lại cho chị địa chỉ số điện thoại của em hoặc là em chốt lại ở đây thông tin số điện thoại đúng của em, bên chị chốt lại cho em nha, gọi chốt lại cho em nha. Còn nếu mà gọi được một lần nữa mà số điện thoại em cũng gọi không được luôn là bên chị không biết làm sao để xử lý đó nha em. Tại vì số điện thoại sai là không thể nào gọi được. Ok chị nha, hồi nãy em có like lại ngoạm mấy lần đó chị ơi. Chị Hằng Phan chị không theo dõi like đúng không chị? Thẳng like tay ok rồi, 74 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Kim Thơm lấy nâu vàng 206 hả chị ơi? Kim Thơm lấy thêm hay sao chị Kim Thơm? Em lên tóc thẳng lai tay nha. Thẳng lai tay. Chốt cho Phương Lan 74 nè. Dạ ok chị Phương Lan. Rồi đây nha. Bộ này là tóc thẳng lai tay nè. Thẳng lai tay nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là tóc thẳng lai tay. Cái gì em đứng lên đi đầu vít là sao chị Kim Thơm? Kim Thơm comment em đọc không hiểu chị. Rồi ai lấy cái mẫu này comment giúp em là tóc thẳng lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc thẳng lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em. Đó, thẳng lai tay nè. Còn em có xăng lai tay và có thẳng lai tay luôn nha. Cái này là thẳng lai tay khác, nâu vàng lai kim là khác nữa nha mấy chị nha. 240.000 một bộ này nha. Ai lấy mẫu này comment giúp em là tóc thẳng lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em. 240.000 móc lai nguyên đầu như vậy ha. Ok, chốt cho hoa xương rồng nè. Hoa xương rồng hả? Chị Hoa xương rồng ơi, chị đặt rất là nhiều lần mà bên em gọi không có lần nào gọi được hết á. Là chị xem lại số điện thoại của chị nha chị. Hoặc là chị bây giờ chị Hoa xương rồng chị đặt rất là nhiều lần, bên em gọi không lần nào được thì bây giờ chị phải inbox cho bên em mới chốt hàng được nha. Còn số điện thoại của chị là bên em gọi rất là nhiều lần, gọi không được thì bên em không gọi được là bên em bó tay nha chị. Like mới hả? Like mới là like tay là like mới đó em. Phi Lê. Ok, chốt cho Phi Lê nè. Phi Lê đặt cái gì vậy? Em coi Phi Lê đặt cái gì. Rồi em qua mẫu tiếp nè, hồi nãy chị hỏi mẫu nào. Rồi em lên ngoạm xăng nè, Hằng Phan ơi. Hằng Phan ơi, ngoạm xăng nè chị, ngoạm xăng em lên B103, nãy giờ em đâu có thấy chị comment đâu. Là hồi nãy Hằng Phan chị có đặt cái gì chưa? Chị có đặt cái ngoạm N44 chưa? Để mà em biết cái mã mà chị, cái ngoạm mà chị đặt. Lần trước chị có đặt em rồi, điện thoại chốt rồi mấy lần. Chưa thấy hàng. Hằng Phan hả? Mấy lần em liếc chị hỏi sao chưa thấy hàng hả? Chị Hằng Phan vậy rồi, bây giờ chị Hằng Phan inbox lại trực tiếp lại cho em để em xem đơn của chị Hằng Phan nha. Chứ còn em nghe sao em thấy phức tạp quá, sao mà nó rắc rối như vậy. Em đứng lên chị nhìn sau lưng em.
là các bạn ý là chị, ý chị là em mang cái mã 206 em quay lưng lại cho chị xem hả chị? Hôm qua chị đặt mà không thấy em trả lời. Không, hôm qua là em không thấy comment của chị luôn. Hôm qua là Sương Hoa Sương Đồng có đặt không em? Hôm qua là chị không đặt luôn, không thấy comment của chị luôn. Cái này là chị nhớ hôm nào rồi nha chị nha. Chứ còn khách em đặt là em buôn bán uy tín, em không có buôn bán tầm bậy đâu. Còn khách đặt hàng là mình bán hàng mình có tiền chứ làm sao mà mình bán hàng thì mình cũng có đồng lời, mình bán được hàng chứ tại sao mà mình lại không chốt cho khách đúng không? Trừ khi khách khách đặt nhưng mà gọi cho khách khách gọi mãi không được thôi. Chứ không có lý nào mà khách đặt mà không bán hết á. Châu Châu ơi, hồi nãy giờ em mới like là Châu Châu. Châu Châu em nãy giờ em mang lại 74 hai lần luôn rồi đó chị Châu Châu. Nãy em mang hai lần luôn, chị có xem chưa chị? Xoăn hai mái có nha Sam Trần ơi. Rồi cái quặng N44 nè Hằng Phan ơi. Quặng N44 này nè.